Vâng, đây là cái phần khoang máy của xe đây anh chị nhìn đây. Nhìn qua thì khoang máy là rất có thiện cảm cho anh chị các bạn rồi, vì nó một là khô ráo sạch sẽ, hai là cái phần nhựa của xe rất là tươi. Những cái phần nhựa cũng như là những cái chi tiết của xe thì anh chị nhìn thấy nó không có hiện tượng ngả màu, không có hiện tượng xuống cấp gì cả. Đấy, kể cả những cái chi tiết phần nắp nhựa trên này, đấy, khô ráo sạch sẽ, và con này vẫn là máy zin luôn. Đấy, tổng thành máy đây. Vâng, xin chào toàn thể anh chị và các bạn đến với salon ô tô số 1 Kinh Môn, và em là Dương Hải Dương. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì có quay cho anh chị và các bạn một cái mẫu xe rất là tiết kiệm của dòng Mercedes, đó là mẫu xe Mercedes E200 sản xuất năm 2008 với khối động cơ máy xăng 1.8 thôi anh chị và các bạn nhé. Mẫu xe này thì vừa về salon của bên em với tông màu đen biển Hà Nội, xe rất đẹp luôn anh chị và các bạn nhé. Mẫu xe này thì với cái khối động cơ máy xăng 1.8 thì cái mức tiêu nhiên liệu của dòng xe này ăn loanh quanh tầm 8 lít trên 100 km đối với cung đường hỗn hợp. Một cái mẫu xe có form dáng rất đẹp và rất chất lượng. Hơn nữa này là một mẫu xe rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, rất đáng đồng tiền bát gạo để cho anh chị các bạn bỏ tiền ra mua mẫu xe này. Đấy, chỉ với 320 triệu đồng đã bao gồm phí rút hồ sơ thì anh chị và các bạn hoàn toàn đã có thể sở hữu một cái mẫu xe rất là đẹp và rất là sang trọng rồi ạ. Đấy, với tổng thành chi tiết mẫu xe màu đen và hoàn toàn là không xước sát cũng như là không có va quệt một chút nào đối với mẫu xe này. Mẫu xe này thì đã được bên em kiểm tra rất là kỹ, test thử, chạy thử cũng như là kiểm tra chất lượng về cái mẫu xe này rồi, thấy khá là ok. Đấy, không lỗi nầm, không đâm va gì cả anh chị nhé. Đấy, về thiết kế form dáng xe đây anh chị nhìn đây ạ, rất là đẹp, với cụm pha đèn đôi phía trước. Với dòng xe Mercedes này thì họ thiết kế một cách rất là tỉ mỉ những cái chi tiết. Và về phần thẩm mỹ của dòng Mercedes thì anh chị các bạn hoàn toàn là không có thời điểm gì để chê cái dòng xe này cả. 2008 và với giá tiền là 320 triệu, theo nghĩ một cái giá tiền là rất hợp lý để sở hữu một cái dòng xe sang này. Rất nhiều tiện nghi, cũng rất nhiều cái chức năng an toàn của cái dòng xe Đức này mang lại cho anh chị và các bạn. Em cho anh chị và các bạn khám phá về cái phần nội thất của xe, kiểm tra luôn cũng như là cái chất lượng cái mẫu xe này như nào nhé. Thì với 2008 thì mẫu xe nó là một cái mẫu xe form mới, thiết kế vô lăng mới, rất nhỏ gọn và tích hợp các phím bấm trên vô lăng cũng như là các tùy chỉnh phần ghế điện, vị trí nhớ trên cánh cửa rất hợp lý và rất nhỏ gọn để cho anh chị các bạn điều khiển nó. Đấy, với cái dòng Mercedes thì thiết kế tất cả những chức năng của nó vô cùng hợp lý luôn. Với hộp số tự động, máy chỉ có 1.8 thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Các chức năng làm gọn trên phần mặt tắp nô này cho anh chị các bạn tùy chỉnh một cách rất là dễ dàng ở cái mẫu xe này. Xe thì mới chạy được có Euro 14 vạn thôi, không nhiều với một cái mẫu xe sản xuất năm 2008. Đấy, tùy chỉnh các bạn nhìn đây, tất cả các phím nằm nhỏ gọn trên cánh cửa, anh chị các bạn rất là dễ điều khiển. Về cái phần ghế da của dòng xe này thì em thấy là ghế da của nó vẫn là ghế da nguyên bản theo xe. Đấy, mà ghế da còn rất đẹp, bởi vì cái dòng xe Mercedes này là ghế da của nó là da xịn, rất là đẹp, sử dụng mười mấy năm rồi vẫn như mới luôn, không có hiện tượng xuống cấp gì cả. Đây, các hộp để đồ này, ốp xe này. Đấy, số điện thoại khẩn cấp khi anh chị các bạn có nhu cầu cần bảo dưỡng hay là cần cứu hộ này, đầy đủ những cái chi tiết. Đấy, dòng này thì nó được trang bị tới 6 túi khí an toàn, rất là an tâm cho những người ngồi trong xe. Đấy, điều hòa auto rất là dễ sử dụng cho anh chị các bạn luôn nhé. Hệ thống âm thanh của xe vẫn là hệ thống nguyên bản, bởi dòng âm thanh của Mercedes nó là đẳng cấp thôi. Anh chị các bạn sử dụng những dòng này thì âm thanh của nó nghe cực hay luôn, khi nghe sang những dòng xe khác là chán tai ngay. Đấy, rèm kéo đằng sau này, đây là cái phần rèm kéo che nắng đằng sau này, tổng mở khóa cửa cũng như khóa mở cửa này, rất là tiện dụng cho anh chị sử dụng, cũng như là xi nhan xin đường cảnh báo. Đấy, rất là tiện. Vô lăng tích hợp trên xe này, vô lăng tích hợp này. Đấy, các phím bấm, tất cả phần nhựa xe thì anh chị các bạn nhìn thấy những chi tiết của xe này còn nó còn rất là đẹp đối với dòng Mercedes này. Ra phần là những dòng xe nguyên bản, phần nỉ của xe nó trải dài, tất cả phần gioăng này đều là gioăng nỉ hết anh chị các bạn nhé. Đấy, mà những gioăng này rất là bền, anh chị chạy khoảng chục năm nữa gioăng cũng không hiện tượng xuống cấp, vì vậy là cái độ thẩm mỹ của nó cao hơn rất là nhiều. Đấy, sàn thì chủ xe đã trải một lớp sàn 5D. Đấy, trải một lớp sàn 5D và trong nó vẫn là sàn nỉ nguyên bản. Đấy, trong đấy vẫn là sàn nỉ nguyên bản và sàn còn rất đẹp luôn anh chị nhé. Đấy, trong quá trình sử dụng lâu ngày chủ xe người ta cẩn thận, anh chị nhìn đây cái phần sàn này, tuy là một cái sàn xe nhưng nó phải nói đánh giá là còn rất đẹp. Đấy, với phần này thì dòng xe này thì vô lăng nó được là vô lăng chỉnh điện. Đấy,
anh chị nhìn này, đây là vô lăng chỉnh điện này. Đấy, kết hợp cruise control, ga tự động cho anh chị các bạn đi những cái cung đường khó, cung đường cao tốc. Đấy, cái phần vô lăng chỉnh điện này nó anh tích hợp khi anh chị các bạn là chỉnh vô lăng thì nó sẽ tiện cho người ngồi lái đúng với kích cỡ của cái người ngồi lái luôn, rất là tiện. Đấy. Cruise control thì bắt hoạt động tốt, và phần ghế điện này cũng vậy, khi anh chị các bạn là chỉnh phù hợp để cho anh chị các bạn ngồi đúng với vị trí ngồi. Đấy, vẫn hoạt động tốt nha anh chị nhé. Đấy, một cái mẫu xe thì nó với dòng mẹt này tương đối bền bỉ và cũng là một mẫu xe khá là chất lượng luôn. Tất cả những cái chi tiết của xe gần như là có nguyên bản 100%. Đấy, hàng ghế ra đằng sau thì còn rất là đẹp. Đấy, rất rộng rãi cho người ngồi phía sau. Có dàn điều hòa phía sau, hai cửa gió tùy chỉnh cái cửa gió điều hòa phía sau giúp cho anh chị các bạn phù hợp với nhiệt độ bản thân luôn nhé. Đấy, sàn là cái phần trần của xe vẫn là trần nỉ nguyên bản và rất là sáng. Các vị trí tu khí của hai bên cũng như là hai cánh cửa. Đấy, người ngồi cảm thấy rất là an toàn và an tâm với những cái dòng xe Đức này. À, anh chị các bạn nhìn thấy đây những phần nỉ nguyên bản của xe, và đây gồm một cửa gió điều hòa này. Đấy, khi anh chị các bạn tùy chỉnh áp đây thì người nó ngồi mát ở các vị trí đây cũng như là đây này. Đấy, thoải mái, gạt tàn, nhưng thông thường thì ít người hút thuốc ở trong xe, nhưng mà cái dòng xe Đức này là có thiết kế thêm một cái bộ gạt tàn phía sau cánh cửa để cho người ai có nhu cầu hút thuốc, nhưng thực chất là không mấy người hút thuốc để trên xe cả, nó rất là gây mùi. Đấy, tất cả các bản lề của xe thì chị các bạn thấy là nó rất là cứng. Đấy. Rồi riêng cái dòng xe Đức thì cái bản lề của nó rất cứng, nguyên bản hết đấy chị nhé. Đây, đấy, nguyên bản hết, ông ba các thứ nó còn nguyên bản đầy đủ. Phần da của xe chị nhìn đây là da xịn, da nguyên bản theo xe, da rất đẹp. Đấy, anh chị các bạn mua những dòng xe này về thì quan tâm về cái chất lượng. Những dòng xe này nó an tâm về chất lượng luôn anh chị các bạn nhé. Mẫu xe 200 với thiết kế phần đuôi xe cũng khá là đẹp. Đấy. Cửa tiền loanh quanh cạnh tranh với một mẫu xe Honda Civic hoặc là một cái mẫu xe của dòng Hàn Quốc hay là những dòng xe của dòng Nhật Bản như Toyota Vios chẳng hạn. Đấy, những cái dòng xe này thì nó là dòng xe Đức, nó đẳng cấp hơn hoàn toàn rồi, nó thật với các bạn là đẳng cấp hơn hoàn toàn về cái chất lượng, khẳng định nó là như vậy, chạy cũng sướng hơn, êm hơn. Đấy, giá tiền chỉ ngang nhau thôi, mặc dù lúc mới thì cái mẫu xe này có giá phải nói nhỉnh hơn những dòng xe đấy rất là nhiều, bởi dòng xe này nó là dòng xe mẫu xe đẳng cấp hơn mà. Đấy, bây giờ thì giá thành chỉ ngang một mẫu xe phổ thông thôi, có trang bị cảm biến lùi phía sau cũng như cảm biến lùi phía trước. Đấy, được trang bị 4 phanh đi ABS cũng như là 4 la răng đúc, một dàn lốp thì mới tinh, người đánh giá là mới tinh còn 90% đối với dòng con mẹt này. Đấy, anh chị các bạn những mua những mẫu xe này là gần như em nghĩ là cái về chi phí về sửa chữa bảo dưỡng về là không ít, rất ít luôn. Đây, về phần thiết kế phần tắp nô khá là đẹp, anh chị nhìn về cái phần mà tắp nô của dòng mẹt là thiết kế khá là đẹp luôn. Đấy, trang bị hai túi khí an toàn tầng trước và các túi khí cho người lái phía sau. Đấy, tất cả chi tiết cánh cửa, khóa cửa này thì bằng nhựa hết, sắt ở trong, bọc nhựa ở ngoài, rất là êm khi anh chị các bạn đóng. Da xịn này, sàn nỉ nguyên bản này, nhớ ghế bên phía phụ này cũng có chỉnh ghế, nhớ ghế đầy đủ hết này anh chị nhé. Đấy, em chỉnh cho anh chị xem. Đấy, cái phần đầu ghế này phù hợp cho anh chị người là ngồi là người cao người thấp đầy đủ hết nhé. Đây, lưng ghế chỉnh chiếc đầy đủ rồi. Đấy, vẫn hoạt động tốt, không có chức năng nào bị lỗi cả, mặc dù con xe nó hoạt động mười mấy năm rồi nhưng mà các chức năng điện tử của nó cực bền luôn. Anh chị bạn dùng những cái mẫu dòng xe này thì yên tâm hoàn toàn, tích hợp thêm xi nhan gương này. Đấy, theo đánh giá thì cái mẫu xe này khá là đẹp, còn nguyên bản cao. Đấy, xe không chảy xước, không đâm va gì cả, không ngập nước, máy móc nổ êm, trang bị đèn đi salon chạy bóng dày tối rất sáng luôn anh chị nhé. Đấy, đây là phần đèn pha của xe này. Đấy, hai phần đèn này chạy dày tối rất sáng với tích hợp xi nhan báo rẽ bên đây này. Đây là đèn bi này, đèn pha này chạy cực sáng vào trong buổi tối. Đấy, về thiết kế cản đằng trước được gắn thêm logo Mercedes. Đấy, và đây là cái logo truyền thống của xe này, rất hợp lý. Đấy, với thiết kế tổng thành form dáng thì anh chị nhìn đây ạ, một mẫu xe có form dáng khá đẹp với cửa tiền rất hợp lý cho anh chị các bạn, chỉ có 320 triệu thôi. Sở hữu ngay mẫu Mercedes E200 sản xuất năm 2008, phiên bản số tự động, máy xăng 1.8. Mẫu xe này đang chào bán tại salon là 320 triệu đồng. Anh chị và các bạn nào quan tâm hoặc có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại 0829 777777. Em cho anh chị các bạn kiểm tra về phần khoang động cơ của mẫu xe Mercedes này. Với mẫu Mercedes E200 máy 1.8 thì nó chỉ được trang bị có 4 máy thôi, vì vậy là cái mức tiêu hao nhiên liệu nó khá hợp lý.
nhìn từ bên ngoài thì anh chị các bạn nhìn thấy một cái mẫu xe có khoang máy rất sạch sẽ đấy, không có hiện tượng ẩm ướt, không có hiện tượng dầu mỡ gì ra. Tất cả đây là ABS của xe đây ạ. Anh chị nhìn thấy một mẫu xe khá là nguyên bản, khá là đẹp. Những phần đồng nhôm, phần tôn rồi là phần lốc của máy này, anh chị nhìn thấy nó rất sáng đúng không, không có hiện tượng xỉn màu đấy. Phần nhựa của xe rất tươi. À, chứng tỏ con xe còn rất là đẹp. Đây là cho anh chị các bạn nhìn tổng thành chi tiết về cái phần khoang máy của xe đây. Đấy, một cái mẫu xe em đánh giá là khá là ok. Với năm sản xuất 2008, chạy hơn chục năm rồi mà giữ con xe này còn như này là còn rất đẹp luôn anh chị nhé. Đấy, tổng thành về khoang máy của xe đây. Với cửa tiền 320 triệu thì em nghĩ là rất hợp lý. Anh chị các bạn nào quan tâm thì alo đến trực tiếp tại showroom ô tô số 1 Kinh Môn, phường Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương để xem và test thử về cái mẫu xe Mercedes này nha anh chị các bạn nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn anh chị các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em nhé.